first time? The second time. Second time. Second time. Hello, everyone here. Set Table Square and Marble and Jay. Tại vì cái chip của mình nó hết á, cho nên là mình cắt cái chip to ra mình làm cho cái size nhỏ nha. Cảm ơn chị. Hi Yingo, hello cả nhà. Móng vuông, móng vuông của mình nó là nó không có quá si khơ nha, mà nó cái ngoài nó hơi om om á, cho nên á mình làm muốn đỡ tốn. Hello Justin, sắp gặp Justin rồi. Đây, cái loại này nó hơi mơm ở ngoài chút xíu, nó giống như là cotton sheet nhưng mà không phải là cotton sheet. Còn cái này nó dễ gắn, gắn nó dễ dính, nó không có bè ra đó, không có bè ra, nó không làm cho cái móng cái móng của mình nó bị thô. Nhưng mà tại vì mình hết cái cái size kia rồi đó, cho nên là mình cắt cái size lớn mà mình gắn cho cái nhỏ nhỏ, tại vì quên đem theo. Tiếp này loại chị thấy đó, chị thấy này, chị thấy thích đấy em, để chị nói cho nghe là nó không có juicy cơ, nó không có quá nó không có quá bị cơ. Mà cái ở ngoài đầu nó hơi ôm ôm, giống như là cái tip nó giống như là coffin shape, nó không phải coffin, nó là typical square. Mình làm mình không có ở ngoài nó không bự á, nhưng mà cái ngón nhỏ này tại vì chị hết cái số đó, cho nên là chị cắt cái số to ra, chị làm cho cái số nhỏ. Mà cái bịch tiếp này nó tới số 11 luôn đó, gắn nè. Nó cái đầu móng, cái đầu chip này nó thôn vô cho nó không có bè ra, nó thôn cho nó không có bè nha. Nó không nó ở ngoài á, how long rồi, ở ngoài nó ôm vô vậy nè, nó không có bị bè. Right here. Yeah. Shorter than last time. Đó, khi mà mình cắt á, là nó cũng có độ thon hơn rồi. Ôi trời. Khi mình cắt á, cũng có độ thon sẵn rồi. Lucy. Lu. Móng của này nó to. Mà mình dễ dán nữa. Dán nó dễ dính. Trường hợp mà mấy cái móng mà khó dính á, mấy chị biết sao không? Nhúng vô liquid, bỏ lên nó sẽ dính liền. Lai cuối rồi đi về.
chuẩn bị là đóng sổ cho cái lớp học rồi nha. Đóng sổ. Cái thêm cái móng nào mà nó, tại vì cái chip này nó tới số 11 luôn, tại vì một bịch đó nó tới một một bịch tới tới 6 trong chip lận, là chip clear này nó dễ dán, nó mỏng nha, nó không có bị dày. Thì khi mình nhớ cắt hai bên sai chút xíu, trước khi mình cắt bên. Hi baby, yeah I'm the square. Yeah. Just cut both sides a little bit. Mình cắt hai bên sai chút xíu, mình làm cho nó không có bị thô, mình dễ bị đắp hơn. Và mình thấy cái loại móng này mình thấy dễ xài hơn á, xài hơn cái loại cũ. Gì hả? Cái marble and kéo này nó tụt ra nè. Marble với lại chip với lại Hi Amy. Với lại mình làm có ombre nữa nha. Cho lớp tháng 6 rồi. Ready chưa? Ready chưa hả Amy? Rồi. Thay miếng ly vịt nữa. Share. Amy ở riêng hay ở chung vậy Amy? Tip này nha. I do this color. Mình chọn cái màu này đi. Mình sẽ cắt hai ngón ra. Ok, hai tuần nữa. Chưa ready. Có người yêu dẫn đi rồi, ready chi nữa đúng không? Yêu dẫn đi rồi. The middle one. I do the tip. Ở riêng hả? Hi Maria. Còn hốt chứ anh. Hốt cho tới phút cuối. Hốt kiếm tiền đi Florida anh ơi. Chuẩn bị gặp anh rồi đấy. Yên tâm. Hốt cho kiếm tiền đi Florida gặp anh Lâm. Hãy. Just
two. Okay. Oh, no, don't worry. Just your nail. Mẹ lén hút để kiếm tiền đi Florida đi chơi, đi gặp mọi người. Cái này treo màu xanh loại chồng mà. Cái gì? Em nói gì thế Tiffany? Rồi, cắt luôn hai ngón này luôn rồi mình làm cái khác nha. Dẹp qua bên. Tiffany, em nói gì? Để chị coi em nói gì. Treo top màu xanh loại. Không, màu xanh là loại trắng. No. Chứ cái đó top đâu có cái nào màu xanh. Cái đó là beige. Top không có cái nào màu xanh hết. Đó là beige chứ mà top. Top beige nha chứ không phải top. Món này to giả mang luôn trời. Màu nu. Màu này là OM15B nha mấy anh chị. OM15B ha. Nói chung á, mình không, bây giờ đụng cái màu nó nằm ở đâu là nó gần mình á, mình sẽ lấy màu đó mình làm. Chẳng được là chẳng chọn gì hết. Nó cứ gần cái bàn mình là mình lấy nó mình làm. Không phải đi tới đi lui á. Cho nên là cái OM15B nó nằm sát cái bên. Chị bắt bóc làm luôn. Công chúa nha. Ừ. Rồi. Bây giờ màu xanh. Bây giờ nói và xanh đậm. Tông mình phạt đến mình. Bay xanh, bay treo là mình loại sợi bay đó. Không, bay đó là nó vàng móng đó nha em. Chứ không phải không vàng đâu nha. It's color cool for you. Biết lựa miếng ngon thật ngon để ăn. Sao đứa hắn nằm sát mi không thấy là làm nó bún cái gì? Mi nội phía chi ta không có hiểu là tắm. Đấy rồi, chưa đây ơi. Nội phía chi vậy đó. Loạn làm loạn. Có bỏ cái kia lên sấy gì đâu kìa. Em đâu có cười anh đâu. Tại đi đi mua anh
sinh nhật mà. Không có cười cái gì. Hả? Này cái chọi quá. Mọi người về hết rồi hả ta? Có mình ngồi làm thôi. You want to write song? Diamond about beautiful. It's cute. Giờ này còn làm. Hello chị Nga, hello chị Nini, hello mấy chị. Bên em hả? Làm cái tiền mua tạ sữa chị ơi. Tiền mua tạ sữa. Ráng làm thêm con nữa. Đủ bình sữa để đi về. Giờ vẫn cay con mắt. Sao mà chị cười em vậy chứ? Nói thiệt mà. Em bây giờ là 7 giờ rồi, 7 giờ mấy rồi. Mà trời nó còn nắng quá chừng. Đi xạo không? Đây. Thế này nói sao mới vừa lòng anh, rồi xây xuống mấy bữa qua chừng. Rồi. Chị Dư phải không? Nhìn là biết chị Dư tả rồi cái gì. Nó mặc tới size số 4, số 5 rồi. Số 6 rồi. Lớn rồi. Thank you, baby. Đó, em đóng hàng cho chị chưa? Nói chưa? Chưa chị ơi. Em nói kỳ này em gửi trẻ cho chị chút á. Em nói hôm qua nó nhớ không?
hôm qua cái máy in của em nó hết mực, em phải đợi mực nó về nữa. Ủa vậy đó. Cứ bỏ lên sập 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 hai ba cái rồi nó sẽ ra ma bồ. Rồi mình bỏ lớp clear lên. Bỏ lớp clear lên ha. Bữa chị Nini á, chị Nini có lấy cọ cái đợt sau này chưa? Cọ em đang xài nè, cái đợt cọ đợt sau nè, treo đó bị vàng, treo vải treo đó xài cũng bị vàng. Em biết sao cái bê á, cái bê nó làm cho màu nó bị vàng nha, có thoát thì nó không có vấn đề gì hết. Cái bê xanh nó sẽ vàng móng, đừng có làm trên cái móng màu vàng nha, lên màu trắng. Tại vì cái bê xanh nó sẽ làm cho dễ bị vàng móng nha. Cái thóp thì không sao, cái thóp thì không sao hết. Cho nên á là em cẩn thận đừng có làm cái sơn cái bê nó lên màu trắng vàng móng á. Cái bê nó làm cho vàng, cái bê nó làm dưới thôi. Cái bê màu xanh á, nó chắc lắm, cái đó đính đá cũng khỏi phải nói luôn. Mà đừng có đừng có làm lên trắng là được rồi. Sao lại ôm đây? Oh no. Cái ngón này nguyên ngón. Thế mà ham Không, nó không, bị đồn đúng gì? Ăn rồi, suốt ngày bị chị. Ba em. Rồi, cái này mình sẽ bỏ bốn rồi. Cái ma bồ á, mình làm nước đừng có phải đặc quá, mình làm nhiều nước chút xíu nữa nó ra ma bồ nó sẽ đẹp hơn là mình làm cái nước mà khô nha. Rồi cái ấy lên nha, cái màu như thiên, cái màu này ôi em làm đi ha, chỉ có xuất hàng Việt Nam. Bên Việt Nam á, em chỉ có bán nha em ơi, em liên lạc với em gái của chị đây thì là bên Việt Nam nha, có bán đủ thứ hết. Có bán tùm lum tà ba tà lả hết đó nha. Cho nên là em liên lạc tên đây thì Lộc á. Hello Mai.
Đây, củ màu nâu rất là nhiêu vậy chị? Những con củ màu nâu này là 50 thôi em. Xài chắc 9. Chưa, còn cỡ nửa tiếng nữa. Cái gì mà mặt để trên cái mấy mặt ghê trời. Ombre lên cái này. Ngón tay của mình nó bự. Để cái này qua một cái cho nó cái này. Ở San Francisco chị đang chị ở đâu? Chị Mini ở đâu vậy? Tháng 6 này đi qua em không? Qua coi đai với em không? Hello chị Tích Nguyễn. Đừng có chê nha không. Hút dữ hả? Dữ thì mình hiền lắm. Hút từ từ thôi chứ không có dữ lắm đâu. Chạy nó đây sang này. Ôi vậy hả chị? Đúng vậy. Trời, có ai qua tình nguyện qua gặp em không vậy? Khi nào có ai mà đi Orlando, đi du lịch á, tháng 6 nhớ ghé nha, nhớ ghé lớp học nha, không học cũng được tới chơi. Chị bán em. Làm gì có anh. Cái đó là mì của người Tàu khác. Ở đây không có chỗ nào mà nấu ngon hết á. Hai con gà. Bốn. Con gà trống á.
Ăn gà đủ rồi. Làm mày rảnh lắm. Mua đưa đây đi. Còn một em nữa nha. Gà gì chẳng được. Nó dai dai á, chứ đừng có mềm quá. Lấy cái đũa này đẩy cho nó đã. Chứ ngồi mà cà cà cái đũa kia thì chắc cũng lâu lắm. Mà mệt lắm. Cái cây dũa
Xin chào anh Mai. Thả tim nhiều quá. Cái móng bung này là cái móng mà nó đang... Cái gì em? Mua gà để chị nấu mì Quảng ăn ha. Trời, sao ông rảnh chứ? Gà má chị nấu. Mẹ Dũng đó rảnh. Nhưng mà phải tự làm rau hay là này kia đi. Cái gì? Phải tự làm rau này nọ đi. Mình chỉ nấu cái nước lèo thôi. Còn ai làm gì làm. Để ngăn làm đúng không? Cái đó đâu cần lục, cái đó xé thôi. Mày vàng không có, ở đây mua thì bằng khác. Dám đâu, cái đó vàng khác, cái đó khác. Bữa ấy đi, chị nấu nước lèo cho. Ừ. Ăn hai tô hả? Tiền xong chưa Huyền? Huyền ơi. Sơn ấy hả? Sơn Sơn treo hả? Sơn treo thì ngồi đến nữa đi. Ngồi chị Huyền bán ngót. Manh chanh để chọc con chó chửi. Manh chanh lắm chắc. Thầy biết bởi vì chảy dữ vậy. Hello, sư phụ. Anh bị trôi giặt tao vô đây. Lâu lắm em like mà lâu lắm. Bao nhiêu cái like rồi mới thấy anh xuất hiện trong cái like đó. Anh làm gì mà anh bận dữ vậy? Vô hồ lô cái chả mất xác rồi. Hai chị Duyên. Vô
Em hả? Busy từ sáng tới chiều, ngày nào cũng vậy hết. Tối về cũng busy nữa. Phải nói ra đến khi mà nhắm mắt ngủ thì mới hết busy. Thích bỏ cái đường treo để cho nó khi mà mình vũa ra đó, mình làm cái ma vũ dưới cho nó nổi cái lai treo lên nó rõ hơn, nó đậm. Để không thấy vũa. Ok, ai mà cười dữ vậy ta? À, thì anh biết, xem là anh không biết gì. Dạ, thank you chị. Hello, chị Khanh Lê. Công ty chia sẻ. Ai mà muốn đi thăm chi sổ, đi thăm công ty chi sổ thì tháng 6 này đăng ký lớp học là sẽ được qua. Chị Duyên đi không? Đi thăm em không? Cho nắng, đất còn xanh thì sao cũng ra cái gì? Color. Em mong muốn tham gia hết sạch cái công ty. Mình phải tạo cái hội chứ chị. Lớp này là lớp cuối cùng, không có mở nữa. Chị sẽ không bao giờ gặp được nữa, không bao giờ có cái hội tham gia nữa đâu. Lần này nếu mà không tham gia. Hi Thomas.
nếu mà lần này mà không tham gia là sẽ không có cơ hội để tham gia nữa, tại vì lần này là lớp cuối cùng anh em phải mở rồi đó. Còn em thì em không biết em có mở hay không, em lười lắm, bận quá đó. Đó. Lớp này là lớp cuối cùng anh em phải mở đó, sẽ không có mở nữa. Mà chị không có cơ hội để đi là coi như là Khả không bao giờ đi được nữa đó nha. Em mở thì dạ thì bởi vậy cho nên là ở London, ở gần anh David đó, mà chị không đi thì uổng, sẽ không có cơ hội nào mà để đi qua đó nữa đâu, tại vì không có mở nữa, anh David không có mở nữa. Vui lắm đó. Điên đi không? Đi tiện thể đi chơi luôn. Đi xin phép ông xã chứ của chị ơi, phải xin phép nữa hả? Xin phép ông xã đi nữa hả? Rồi rủ ông đi luôn, rủ ông đi chơi luôn chị, mau mau đi thủng con trăng mặt rồi luôn. Ừ, không biết chào mình đấy chứ. Cái hôm nay đi bỏ hôm nay nha. Ồ, vậy chị đang đi chơi hả? Trời ơi, sao không đợi ít bữa nữa rồi đi luôn. Tháng 6 đó. Tháng 6 cái đi, có gì ghé xuống chỗ anh đi thịt chơi. Giờ chị đi mất rồi. Ổn chưa? Đi, chị đi với em chị. Ồ, đi coi nhà hả? Anh tưởng mà chị đi chơi đó, xuống dưới đó chơi thôi, ít bữa nữa về rủ ông xã chị đi luôn. Chị ơi,
Em xài cái gì là em bán cái đó chị. Cái nào mà em có xài á là cái đó em có bán. Okay. Okay, almost done. You want matte or shiny? Shiny. Shiny. Dành cho móng dài á, vũ sướng, tại vì nó cứng cáp lắm. How many finger you want diamond? Just the one. The middle one? Yeah. Trường tới chỗ đó đâu xa và mình chỗ ở á, chỗ ở là bên bên mình á, mướn hai căn nhà có thể chị ở chung, ở chung. Còn từ phi trường mà tới như chỗ chỗ anh đi bịch á, công ty Diesel hình như là 45 phút, mình đi Uber thì phải đó chị. Đi đi chị. Hello, how you doing? Good, how are you? Doing well, thank you. Đi 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 qua gặp em đi. Biết chị lâu lắm rồi mà không có biết mặt, không có cơ hội để gặp. Từ phi trường mà về đó 45 phút đó chị, cũng không có xa lắm, không đến nổi. Mấy chị nào mà muốn biết em á thì tháng 6 thì đi qua em hội đài nha. Em cũng muốn gặp mấy chị ngoài lắm nhưng mà không có cơ hội. Ok, we'll wash your hands. Hey. Cháu đánh lên liền cho cháu cháu cái like luôn. Tháng 6 thiệt không? Ủa chị có đăng ký đúng không chị Khanh? Em nhớ đúng không? Bữa chị mới mới đăng ký xong phải không?
ngày 13, 14, 15. Ba, 14, 15 tháng 6 chị. Đó, vậy là gặp được rồi. Gặp được chị rồi. 13, 14, 15 tháng 6 còn hơn 2 tuần nữa. Hơn 2 tuần nữa là vui lắm nè. Em cũng trông non ghê luôn á. Nào giờ đâu có đi đâu. Rồi chị Khanh, chị Ni Ni sắp xếp đi nha, đi một chuyến nha, đi học thì không nhiều chứ chơi thì nhiều, đi chơi luôn. Không em chị làm gì có phước giống em. Chị có đăng ký chỗ ở không? Nếu mà chị đăng ký ở chung nhà là nhắn tin cho em để em sắp xếp đưa địa chỉ chị đi thẳng Uber về đó nha. Ở chung với mọi người, mấy chị nào trong đi học chung đó. Dạ, cố gắng sắp xếp đi nha chị. Cố gắng nha chị. Just one new. Chị Nga là thôi, chị Nga chắc không đi rồi. Chị Nga có bé nhỏ đúng không? Rồi. Ủa. Hello, sư phụ. Tới đây dạ. Tôi đăng ký để em để chỗ cho ở. Tại vì cũng có một số người đăng ký đó. Cho nên là mình đăng ký sớm. Rồi để có gì em gửi cái địa chỉ. Em gửi địa chỉ cho chị, có gì chị đi over thẳng về đó luôn. Còn không á, chị vô trong team chị hỏi ai mà đi cùng giờ với chị tới đó, có gì đi over về chung. Về chung nhà. Em là em tới đó sớm lắm, buồn hết sức. Thôi, mong là có một cơ hội nào khác nữa. Chị hỏi mấy người trong team, trong cái những người đi học đó thì ai mà đi học và đi tới cái cùng giờ với chị đó, cái gì đi về chung với chị cho nó dễ, cho nó tiện. Có thiệt chứ em đi mà hồi nào giờ em chưa có đi đâu hết trơn á. Nào thì em đi đâu mà nếu mà em đi Uber một mình thì chắc em cũng sợ. Hey. Color pretty. Má bồ mà quậy tầm bậy tầm bạ tầm lum tà la nó cũng ra nha. Đại quỷ càng nó cũng ra má bồ nha. Má bồ bột làm nó dễ lắm. Thứ hai bỏ hơn nó quậy. Đại quỷ càng nó cũng ra cái má bồ. Mà cái móng tay của nó nỉnh bự dám em không? Mấy chị nào mà đăng ký cái lớp đó thì nhắn tin thêm mày, để ai mà đăng ký chỗ ở cũng nhắn tin luôn nha, để có gì mình chừa chỗ chứ sợ nhiều lúc là đông quá, nhưng mà bên mình mướn tới 2 căn lận cũng yên tâm. 2 căn nhà lận. Hello tỷ phú. So can I pay for the service on my card and they just give you the tip cash? Yeah, that's better. Okay, cool. That works for me.
Trời ơi, em hết tên đặt. Hay sao mà em đặt tên tỷ phú? Màu dễ thương quá, màu này là solid 61. Sao mấy đây? Sao lại? 62, solid 62. Với mình làm marble chung với là solid. Solid 120. Uống trà sữa chưa? Thôi. Nói thiệt á, giờ mà đưa ly trà sữa là chịu quánh liền lập tức. Chị quánh liền lập tức. Ai mà mời chị ly trà sữa? Chữ thẳng mặt liền luôn á. Chị ở đó mà chị kêu em kêu chị uống trà sữa. Tôi già chị cũng không uống nữa đó chứ. Ai ghiền trà sữa chứ mình thấy trà sữa mình quá sợ rồi. Quá sợ trà sữa luôn. Cái màu nó xanh dễ thương. Mẫu đơn giản, nhanh, gọn lẹ. 1 tiếng đồng hồ thôi nha. Không có hơn. Nhiều tay thì nó bé tí, nhiều tay thì nó bự. Em nhận được cái clear rồi chưa vậy tỷ phú? Nên đây đẹp quá chị Kim. Thank you người đẹp. Nôn quá, hai tuần em gặp được chị rồi đó nha. Hai tuần nữa nha. Tay bự tính tiền được không? Tính tiền cái tiền bột nó cũng mắc á. Cho nên phải tay to, phải tính tiền thay tiền bột nữa. Chưa xong đó em. Anh đi bịch gửi nhầm địa chỉ. Ủa, tại sao lại gửi nhầm địa chỉ? Tay to thì tính tiền bột thêm. Tại vì á, một cái ngón này á bằng hai cái tiền bột nó bằng hai cái ngón của người khác. Cho nên á, là mình phải tính gấp đôi. Tay to giả màng luôn. Rồi, cái móng vuông của mình đó, móng vuông loại mới nha, tới 600 tiếp trong một bịch, dễ dáng. Em cũng không biết luôn. Ủa, bữa vậy là bữa chị nói để chị gửi cho. Thôi em ơi, giờ bột em hả, chắc đi về hương phương nào rồi. Bột này em biết lấy nhiêu nữa đi. Bộ này khoảng bao nhiêu em? Đem thêm cái tô nữa chị. Tô làm gì em? Tại sao phải đem cái tô? Lý do đem cái tô. Cute. My color. Bộ này không biết lấy nhiều nữa đây. Chắc lấy đại à. Tán chảy răng cái gì. Tại vì ai cho chị là chị lấy tiền móng to thiệt đó nha. Lấy tiền móng to thiệt đó. Tại vì tốn tiền bột quá nhiều. Quá nhiều bột luôn á, chứ không phải nhiều thường đâu nha em. Nửa hũ bột của người ta chứ ít hả? Thấy tưởng. Đấy, chụp hình. À được.
So pretty. Thank you, chị. Hai chị Mindy vô trễ rồi. Em xong rồi. Ui cha ơi, màu này dễ thương. Thank you mọi người nha. Rồi xong. Look so pretty. Cảm ơn. Ok, gia đình. Đó, xong rồi nha. Thank you tỷ phú, tỷ phú. Mai chị gửi bột kem luôn cho rồi. Nợ nần chồng chất. Hôm nay tại đi làm nữa không? Mai nghỉ. Không biết có ai phụ không? Đau lòng vậy đó. Phải nghỉ một bữa để nhà ship đồ cho em đó. Em biết chuyện đó sẽ ra không vậy? Hả tỷ phú? Chị phải thích thích một ngày nghỉ để chị ở nhà chị ship một cái thùng đồ của em thôi đó. Nay được bộ này. Màu này cũng đẹp lắm nha. Trong trong cái dàn Baby New. App đi để chụp hình như vậy. App gì? App B612 em. Nè, cái màu nu này nè, trong cái dàn của cái collection Baby New rất là đẹp luôn, rất là nhiều màu nu đẹp lắm. Em nhớ đổi móng cái hình cho chị. Dạ. Em sẽ đổi cho chị. Ok. You wait for her. Ok. Nè, cái màu dễ thương không? Với lại cái treo vẽ này nè. Màu đẹp lắm luôn. Đây nè, cái app này nè. App này nha. Này nè. App này đó. Mình chụp app này thôi, vậy thôi à, không có gì hết. Thôi, cảm ơn mọi người, trễ rồi bây giờ là phải về ăn. Đói rồi. Cái bụng này. Em lại thích cái người cuối cùng để mình ngồi mình like. Like. Chứ không thôi là đâu có like được. Thôi bye bye cả nhà nha. Good night mọi người. Hẹn gặp lại. Cái like sao? Có thể là khi nào ngày mai ngày kia rảnh. Bye bye cả nhà. Bye mấy chị. Bye chị Nini. Bye tỷ phú, bye chị Mindy. Bye, bye, hello, bye mọi người, good night.